Pháp hội vô biên trang nghiêm. Thứ hai, Hán bộ từ quyển thứ tư đến hết quyển thứ bảy, phẩm Thanh tịnh Đà La Ni. Thứ ba, Hán bộ từ giữa quyển thứ sáu đến hết quyển thứ bảy, Hán dịch, nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí. Việt dịch, Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Bấy giờ, Đức Thế Tôn quan sát bốn phương hiện các thứ thần thông, dùng sức thần thông làm cho chư Bồ Tát trong Pháp hội được thấy vô lượng chư Phật ở mười phương và nghe chư Phật thuyết Pháp. Phật bảo vô biên trang nghiêm Bồ Tát: Ông xem nơi tất cả Pháp, Như Lai vô tác vô di tịch tịnh mà làm được tự tại thần thông như vậy, trí lực vô úy như vậy. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai tánh chẳng một chẳng khác, chẳng phải chẳng một chẳng khác. Vì là vô sở hữu nên chẳng phải có, chẳng phải không. Không tự tánh chẳng phải không tự tánh. Nên biết rằng Như Lai tánh nhận đến không có chút pháp gì là có thể được. Thấy biết như vậy lại cũng không có chút pháp gì là có thể thấy biết. Đã chẳng thể thấy, thời là không chỗ có, cũng không chỗ lấy. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai tánh không chân thật, không chẳng chân thật. Nếu là chân thật và chẳng chân thật, thời là có Như Lai tánh, không Như Lai tánh. Như Lai tánh lìa có lìa không, nhưng cũng chẳng từng lìa. Này vô biên trang nghiêm, tất cả pháp tự tánh bổn tánh như hư không. Chư Phật Như Lai lúc chưa xuất thế chưa từng có nói pháp môn như vậy. Này vô biên trang nghiêm, nơi pháp này nếu chư Bồ Tát hiểu rõ như vậy, thời có thể phát sanh vô lượng biện tài, có thể diễn thuyết các pháp, thấu rõ đức vô úy của Phật. Đức vô úy nói trên đây nghĩa là được đức vô úy tối thượng của Như Lai, vì có thể đối với các pháp chẳng nhiếp thọ, chẳng tăng trưởng, chẳng thể được, chẳng khắp được, chẳng theo được. Dầu Đức Như Lai ra đời hay chẳng ra đời, pháp vẫn chẳng tăng giảm, chẳng khắp tăng giảm. Tự tánh bổn tánh của các pháp vẫn thường trụ, là trụ tánh định tánh của pháp giới. Này vô biên trang nghiêm, tất cả pháp trụ nơi định tánh của các pháp. Vì bất khả đắc như vậy nên tất cả pháp đều là hư vọng phân biệt, chẳng phải do nghiệp báo mà được thành. Do đây nên có thể vào nơi môn tất cả pháp không nghiệp báo. Vì các pháp không tự tánh như vậy, chẳng thật như vậy, nên các nghiệp đối với quả chẳng phải là nhân sanh diệt. Nơi sự dứt trừ các thú, các đạo cũng chẳng phải là nhân. Đức Như Lai chỉ tùy theo thế tục nói tất cả pháp có nhân, có chẳng phải nhân. Vì nhân tự tại, vì không có nhân, đây là đức vô úy của Như Lai. Vì Như Lai đầy đủ vô lượng biện tài nên được vào bậc đại vô úy. Này vô biên trang nghiêm, thế nào là vô úy? Chính là bốn pháp vô sở úy của Như Lai. Bốn pháp vô sở úy này hàng duyên giác còn không có được, huống là hàng thanh văn cùng các thế gian. Những gì là bốn? Một là Đức Như Lai xướng rằng: Ta là Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, là bậc biết tất cả, thấy tất cả, hoặc trời, hoặc người, tất cả thế gian, không ai có thể lập luận nói rằng Như Lai chẳng rõ biết được các pháp. Do đây nên Như Lai được tối thượng vô úy, ở giữa đại chúng như sư tử rống. Như Lai có thể diễn thuyết giáo pháp vô thượng rộng lớn rất sâu. Hai là Như Lai xướng rằng: Ta là bậc dứt sạch tất cả lậu phiền não, hoặc trời hoặc người, tất cả thế gian, không ai có thể lập luận được rằng Như Lai chưa sạch hết các lậu. Vì sạch hết các lậu nên Như Lai có thể trụ nơi rốt ráo an lạc, khai thị pháp tạng vô thượng đã chứa nhóm từ vô lượng ức kiếp. Ba là
Như Lai diễn thuyết đạo xuất ly, tu tập nơi đó dứt hẳn tất cả khổ. Hoặc trời hoặc người, tất cả thế gian không ai có thể lập luận được rằng nơi đạo diệt khổ của Như Lai nói, tu tập theo đó chẳng được xuất ly. Như Lai chẳng thấy tướng xuất ly nên được rốt ráo an lạc. Rồi vì chúng sanh thị hiện pháp này nên ở giữa chúng hội như sư tử rống. Bốn là Như Lai tuyên nói những pháp chướng đạo. Hoặc trời hoặc người, tất cả thế gian không ai có thể lập luận được rằng pháp chướng đạo của Như Lai nói là không chướng. Vì chẳng thấy có pháp chướng đạo nên Như Lai trụ nơi an lạc tăng thượng. Như Lai ở giữa đại chúng như sư tử rống. Như Lai có thể chuyển pháp luân vô thượng này, tất cả thế gian hoặc trời hoặc người đều không chuyển được. Này vô biên trang nghiêm, đây là bốn pháp vô sở úy của Như Lai. Chư Bồ Tát tinh tấn tu học pháp này, thời mau chứng được bậc vô úy, là bậc tối thắng trong người, trong trời. Này vô biên trang nghiêm, chư Bồ Tát vì khéo tu tập pháp không, nên có thể phát sanh môn biến thanh tịnh bất tư nghị. Do môn này, nơi tất cả pháp, chư Bồ Tát tối sơ thấy rõ tất cả pháp đồng với tướng hư không, không hai không khác, tất cả pháp đều như vậy cả. Nhưng với hư không, chẳng phân biệt cũng chẳng hí luận. Chư Bồ Tát này được nghĩa thiện xảo, không có chút pháp nào bị đem từ đâu lại, cũng chẳng đem đi đâu, cũng chẳng chứa nhóm. Do đây, Bồ Tát bèn có thể quan sát tất cả pháp không chứa nhóm, không đến, không đi, nơi tất cả pháp làm mà không chỗ làm, thắp đuốc đại pháp, làm trí pháp cho các chúng sanh. Này vô biên trang nghiêm, ông xem pháp này đem lại bao nhiêu là lợi ích, bao nhiêu là sự nghiệp cho chư Bồ Tát, chính là 10 trí lực và 4 vô sở úy của Phật. Lại cũng không có chút pháp gì có thể được, cũng chẳng phải không được. Này vô biên trang nghiêm, tất cả pháp đồng với tướng hư không. Vì để được lợi ích nên Như Lai khai thị diễn thuyết những quả báo cùng nghiệp nhân, trong đó cũng không có được lợi ích. Này vô biên trang nghiêm, pháp thầm thâm này rất là khó tin đối với tất cả thế gian. Vì thế gian là diệt hoại, là hư vọng kiến lập, nên không thể tín thọ được pháp này và cũng chẳng biết được. Thế gian đều là phi pháp, do chấp trước nên nói có thế gian và chỗ an trụ. Giả sử dẫn đến có quan niệm chấp nơi pháp, cũng không có pháp để có thể chấp được. Do chấp trước nơi phi pháp nên sanh ra sự tranh luận với Như Lai và pháp của Như Lai đã nói. Lại họ chẳng thể rõ tự tánh bổn tánh của tất cả pháp, lại trái với vô sanh pháp nhẫn. Vì thế nên họ không hiểu được giáo pháp thầm thâm này. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai vì tất cả trời, người, những hàng tin lời như thật, lời không hí luận mà khai thị diễn thuyết giáo pháp như vậy. Này vô biên trang nghiêm, trong đây đều không pháp thiện, pháp bất thiện. Những pháp thiện, bất thiện thảy đều tịch tịnh. Pháp thiện, pháp bất thiện đều chẳng biết nhau. Pháp thiện, pháp bất thiện chẳng chói che nhau. Vì nhân duyên chấp trước pháp thiện, pháp bất thiện, nên Như Lai nói tất cả pháp thảy đều vô ký. Vì không thể được pháp thiện, pháp bất thiện chân thật vậy. Nếu đã bất khả đắc, thời là vô ký. Vì trong đó không có nhân, không thấy được nhân. Này vô biên trang nghiêm, nay ông nên quan sát tất cả pháp thảy đều vô ký. Nếu chư Bồ Tát giác ngộ như vậy rồi, thì đối với tất cả pháp, ngôn thuyết vô ký cũng là bất khả đắc. Pháp môn như vậy là vì chư Bồ Tát như thật thấy pháp bất thiện, được xả viên mãn, chẳng trụ nơi pháp. Do môn vô ký mà chứng nhập các pháp. Môn vô ký này vẫn là chẳng phải môn. Nếu là phi môn, thời là bất khả đắc. Nếu đã là bất khả đắc, thời đó là thanh tịnh. Đây là chỗ chư Bồ Tát vào pháp môn thanh tịnh Đà La Ni. Do môn này, chư Bồ Tát được trí huệ chiếu suốt tất cả pháp,
không còn ngu ám mê hoặc dụ dự đối với tất cả pháp, và có thể được pháp trí vô ngại, huệ nhãn thanh tịnh. Này vô biên trang nghiêm, nơi trong pháp này phải nên cầu thích. Thế nào là cầu thích? Nghĩa là với tất cả pháp, không lấy, không chấp, rốt ráo lìa bỏ, siêu quá nhiếp tàng, không mong cầu, chẳng quán đãi tất cả pháp hữu vi thế gian, thiện, bất thiện. Đây là bậc bất phóng vật vô thượng, bậc lìa phan duyên. Trong tất cả pháp, không đến, không đi, không trụ, không kiến lập. Đây gọi là huệ nhãn thanh tịnh, vì rốt ráo bỏ lìa không chỗ chấp lấy. Khéo có thể quan sát bỏ lìa tất cả bổn tánh tự tánh, thời gọi là huệ nhãn. Huệ nhãn trên đây là trí tánh yểm ly diệt tận. Trí tánh này vốn vô sanh, vô tác, bổn tánh tịch tịnh, lại cũng chẳng tương ưng với tịch tịnh. Vì đã dứt tương ưng, lại cũng chẳng phải đoạn dứt, chẳng phải không đoạn dứt, không thiếu, không giảm. Đây gọi là huệ nhãn thanh tịnh, là đạo không hí luận. Do thành tựu huệ nhãn này, dùng từ bi nhiếp thọ chúng sanh, khiến họ phát tâm duyên nơi chúng sanh mà phát khởi vô lượng diệu hạnh, và có thể hiểu rõ tất cả pháp không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Bồ Tát này lúc chứng được vô thượng Bồ Đề, quyết định có thể khai thị diễn thuyết pháp tạng vô thượng, và có thể thanh tịnh môn Đà La Ni, vì làm cho giáo pháp theo chủng tánh của chúng sanh không đoạn dứt, nên thiết lập pháp ấn. Này vô biên trang nghiêm, pháp môn thanh tịnh Đà La Ni này, chư Phật luôn nhiếp thọ khai thị diễn thuyết. Thập phương tam thế chư Phật cũng đều tuyên nói pháp môn này, vì chư Bồ Tát mà khai thị pháp tánh tam thế bình đẳng. Do đây, đối với các pháp, trong ba đời có thể ngộ nhập pháp môn này, vì thành tựu huệ tổng trì tam thế thanh tịnh. Chư Bồ Tát này không có quan niệm thế gian, nơi pháp lành cùng pháp chẳng lành, biết rõ không hai, không khác. Các thiện căn được sanh trưởng, thân, ngữ, ý, ba nghiệp thảy đều thanh tịnh, có thể khắp thanh tịnh vô lượng pháp môn. Vì để được huệ thanh tịnh tổng trì, cũng có thể khai diễn giáo pháp thanh tịnh vô khởi vô tác, lại có thể khai thị tất cả pháp rốt ráo, không tịch như hư không, lại có thể thị hiện trí huệ rộng lớn mà vì người khai thị trí thanh tịnh, cũng có thể khai thị tất cả pháp và bồ đề như tánh hư không mà vì người thị hiện đạo nhất thiết chủng trí thanh tịnh, lại có thể khai thị đạo pháp thanh tịnh, tức là tùy sở nguyện được viên mãn bồ đề, có thể rõ biết chân chánh, diễn thuyết thật đế phương tiện thiện xảo, mà có thể tuyên thuyết đế lý vô phân biệt, có thể khai thị trí huệ của chư Phật, vì tùy thuận giác ngộ tất cả nghĩa. Nếu chư Bồ Tát khéo tu học pháp này, thời có thể mau thanh tịnh tư lương bồ đề, được trụ nơi bồ đề không có xa gần, chẳng trái với chút pháp gì. Với các pháp hiện nói đây cũng chẳng thấy xa gần, chẳng dùng pháp và phi pháp để thấy bồ đề, đã thông đạt bồ đề, dứt tuyệt các sự hiển thị, có thể dùng nghĩa bình đẳng không hiển thị để biết rõ bồ đề. Đến lúc quán nghĩa tịch tịnh của các pháp, thời với bồ đề chẳng phân biệt, cũng chẳng thấy nghĩa tịch tịnh, nghĩa chẳng tịch tịnh. Chẳng phải ngoài tịch tịnh mà thấy chẳng tịch tịnh, không có chút tưởng niệm là có năng quán năng kiến, có thể thấy thanh tịnh với tất cả chỗ, cũng không có chút gì có thể thanh tịnh. Đây là trí môn thanh tịnh của chư Bồ Tát. Do trí môn này mà chư Bồ Tát có thể tùy niệm môn Đà La Ni vô biên pháp tạng của chư Phật Như Lai, khắp biết được bổn tánh tự tánh của các loài hữu tình, khai thị diễn thuyết các pháp tạng cho hữu tình, có thể khắp thanh tịnh các nghiệp trí huệ, các nguyện cầu nơi vô thượng bồ đề, hiện bậc đẳng giác không thối chuyển, mau được tự tại đối với tất cả pháp, có thể tu tập đức đại từ đại bi của chư Phật, pháp tạng thiện xảo của tất cả Như Lai đều hiện ra trước,
và có thể thị hiện vô lượng vô biên pháp quang rộng lớn. Thân thường an trụ nơi trí cảnh của chư Phật. Này vô biên trang nghiêm, pháp môn vô lượng vô biên này chỉ cho những pháp nào? Này vô biên trang nghiêm, tất cả pháp địa, thủy, hỏa, phong, hư không, thức giới đều vô lượng. Các hữu tình cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều vô lượng. Nhưng không có một chút hữu tình nào là khả đắc, khả tri, vì hữu tình là không. Thật vậy, hữu tình giới này là bất khả đắc, bất khả tri, vì giới là không. Vì thế nên, các pháp đồng niết bàn giới, thu nhập niết bàn. Tất cả các pháp đồng hướng vào chỗ bất khả thuyết. Vì nơi niết bàn giới không có chút vật nào là khả thuyết. Trong niết bàn giới không chướng ngại, không che đậy, vì đã vĩnh viễn thanh tịnh chướng che vậy. Nên niết bàn giới là thanh tịnh, là rất thanh tịnh. Niết bàn giới này cũng chẳng phải giới, vì xa lìa giới, vì không có giới, vì siêu quá giới. Nhưng dùng tương tự mà phương tiện nói là giới. Giới đã nói đó là an trụ phi giới và chẳng phải phi giới. Trong ngôn thuyết cũng không có giới, chỉ dùng ngữ ngôn để nói bày các pháp. Ngôn thuyết cùng người nói đều bất khả đắc, bất khả tri. Tất cả ngôn thuyết đều là chẳng phải ngôn thuyết. Tất cả ngôn thuyết như vậy, như tánh hư không, đồng vào hư không. Do đây nên địa giới, thủy giới, dẫn đến hư không giới đều không thể ngôn thuyết, không lực dụng năng thuyết. Thức giới đã nói đó chỉ là dùng ngữ ngôn để thuyết bày các pháp. Nhưng thức giới đó, giới cũng chẳng phải giới, chẳng vào các giới, chẳng tương ưng với giới, cũng chẳng phải chẳng tương ưng, từ hư không sanh vào nơi hư không. Thức giới như vậy chẳng ở trong, ngoài, chặn giữa, tùy nhiếp thọ nơi phần hư không của nó mà hướng vào hư không, chẳng thể thi thiết, chẳng thể xem thấy. Nếu nó đã là chẳng thể thi thiết, thời nó không chỗ làm, trừ có duyên tương ưng nói là có thức giới. Đây là pháp môn của Bồ Tát chứng nhập, tất cả pháp bổn tánh tự tánh như hư không. Bởi y nơi pháp giới mà khai thị diễn thuyết, nhưng cũng không có giới của các pháp. Vì giới mà chẳng phải giới, nên tất cả pháp như hư không. Do đây Đức Như Lai nói, tất cả pháp đều là hư không vì khó được số lượng. Hiển bày tất cả pháp đều hư không tánh, vì bổn tánh của các pháp như hư không, chỉ là dùng ngữ ngôn khai thị diễn thuyết thôi. Này vô biên trang nghiêm, ông xem chỗ diễn thuyết từ nơi trí Như Lai thanh tịnh dường ấy. Giáo pháp thanh tịnh như vậy, không pháp có thể sanh, cũng không pháp truyền thọ. Đây là trí không điên đảo của chư Bồ Tát. Vì thế nên các ông cần phải cầu thích trí huệ không do người khác làm duyên, được vô phân biệt, chẳng thêm phân biệt, và có thể thanh tịnh được pháp môn lý nghĩa bất khả thuyết, vì do pháp trí thanh tịnh vậy. Này vô biên trang nghiêm, các loài phi điểu đi nơi đâu? Bạch Thế Tôn, loài phi điểu bay đi nơi hư không. Này vô biên trang nghiêm, hư không đi nơi đâu? Bạch Thế Tôn, hư không chẳng đi đâu cả. Này vô biên trang nghiêm, phải lắm, tất cả pháp đều hư không, không có chỗ đi. Pháp đi không chỗ đi đều bất khả đắc. Vì thế nên các pháp không có chỗ đi, lại cũng chẳng đi. Bổn tánh của các pháp không có đi, không có nói. Vì muốn chư Bồ Tát được trí hư không thanh tịnh, nên Như Lai chuyển pháp môn này. Đây là pháp môn vô biên quang minh, soi sáng cùng khắp vô lượng vô biên, dường như hư không. Quang minh chiếu khắp đó cũng bất khả kiến. Chư Bồ Tát được pháp môn này rồi, thời có thể quan sát khắp mười phương thế giới và có thể liền thấy tất cả thế gian. Này vô biên trang nghiêm, đây là cảnh giới sở tri của trí huệ Bồ Tát, cảnh giới thông đạt của trí Bồ Tát,
chẳng phải cảnh giới của ngoại luận khác, vì họ không thể nói đến được. Lý nghĩa của pháp này là bất khả thuyết, vì pháp ẩn ngữ ngôn không thể hiển thị được. Vì thế nên tất cả pháp không ấn cũng chẳng tăng ấn, vì rõ biết chẳng ấn mà khéo léo tu tập. Dùng ấn hư không mà ấn tất cả pháp, dùng ấn vô tướng có thể thị hiện hư không vô tướng kia, không tướng hữu vi, không tướng ngữ ngôn. Do vì không vô nên nói hư không này, vì hư không đã nói đó không có thật thể nên nói là không. Cứ nơi chơn thắng nghĩa nên biết các pháp rốt ráo là vô ngôn thuyết. Này vô biên trang nghiêm, nay đây Như Lai sẽ nói Đà La Ni ấn, những câu hay thanh tịnh là những câu hư không. Vì trí thanh tịnh nên như hư không, không có câu, không có câu nên thanh tịnh, nên phải rõ không có các câu như vậy. Đức Phật liền nói chú rằng: Tỳ Phiệt Lê, Tỳ Phiệt Ra Nổ Ta Hê Đế, Bát Ra Nổ Nể, Nã Sang Nã Vĩ Phiệt Ra Ni, A Tỳ Già Phiệt Ca Sa Ngại Thiết Nể, Bát Ra Bá Lê, Bát Ra Bá Ra Nhĩ Thâu Đạt Nể, Niết Tỳ Yết Bệ, A Cá Sa Ta Ma Phiệt Bà Ra Ni. Nể Tỉnh Nghê, Tỉnh Giả Ba Yết Đệ, Tỉnh Giả Tỳ Mâu Chiết Nể, A Nã Đà Nể, A Đá Nẵng Tỳ Yết Đế, Cương Khớt Sa Xiết Na Bát Rị Yết Ma, Ác Chế Nê, A Nổ Bát Xiết Nê, A Tam Minh, A Tam Ma Ta Mê, Địa Tỳ Gia Nhã Nẵng A Ha La Ninh, Bát Ra Nhương Chước Sô Tỳ Thâu Đà Nể, Thiết Lê Gia Bá Na Gia Nể, Địa Dụng Kỳ Ô Đát Ra Ni, A Dụ Kê, A Tỳ Dụ Kê, A Tam Bát Ra Dụ Kê, A Tỳ Bát Ra Dụ Kê, A Hột Ra Bát Đà Niết Hạ Lê, Niết Đề Sa Bát Đà Tỳ Thâu Đạt Nể, A Để Đa Na Yết Đa Bát Ra Để Du Bát Na Tỳ Thâu Đạt Nể, Ngật Rị Đa Bát Rị Yết Ma Tỳ Nể Đế, Nẵng Đa Ra Tha Nổ Yết Đế, A Tăng Yết Ra Minh, A Ngật Ra Bát Đà Tỳ Thâu Đạt Nể, Bát Đà Bát Ra Bệ Đà Như Na Tỳ Thâu Đạt Nể, Niết Bá Tư Á Bá Ta Tỳ Thâu Đạt Nể, Tam Mạng Đa Nại Sa Địa Sa Tỳ Gia Việt Lưu Yết Ninh, Dĩ Ra Ngược Bát Đà Niết Ha Lê, Bát Ra Nhã Nhĩ Thâu Địa, Ô Bá Ta A Bát Ra Minh Karani, A Cử La Ba Đạt Ma Nại Rị Thiết Na Nhĩ Thâu Đạt Nể, Bộ Đá Ác Ra Tha Sa Nại Rị Thiết Nể, A Nộ Mạo Đà Ác Tha Nhĩ Thâu Đạt Nể, Ta Kiệt Ra Chất Đa Nổ Bát Ra Phệ Thế, Mế Rô Bát Rị Tăng Tác Tha Ninh, Ra Tháp Nhĩ Bát Ra Đa Bát Nể, Tát Bà Lộ Ca Địa Bát Đế Gia Như Nang Dĩ Thâu Đảng Nể, A Bát Ra Để Cát Đa, A Tăng Già Như Na Nại Rị Thiết Ninh. Này vô biên trang nghiêm, đây là ấn Đà La Ni, những câu hay thanh tịnh diễn thuyết hư không, những câu phần đoạn đều không có phần đoạn. Vì không phần đoạn nên trong đó không có câu, không có câu thanh tịnh, vì tất cả pháp vẫn là thanh tịnh. Vì người phát tâm đại thừa mong cầu pháp thanh tịnh thậm thâm, do vì thần lực Như Lai gia trì nên những câu chú này được lưu bố. Này vô biên trang nghiêm, nếu người phát tâm muốn hiện tiền chứng đại bồ đề, muốn làm lợi ích cho chúng sanh, thời nơi những câu thần chú này, dầu chưa từng nghe nhưng cũng hiểu rõ được. Hoặc có trời tịnh cư, hoặc chư thiên than thọ trì thần chú này, sẽ đem truyền thọ cho người đó. Nếu có người phát tâm vô thượng bồ đề, chư thiên thọ trì thần chú này cũng đem truyền dạy lại người đó. Đức Như Lai liền nói thần chú rằng: Ô Ba Tăng Hà Lê, Ta Hà Lê, Hột Rị, Thất Rị, Địa Rị, Để Nhĩ Thâu Đảng Nể, Yết Lượng Nặng Ác Tha Niết Đệ Xỉm Bát Ra Để Bá Để, Chất Đa Mạc Nổ Nhĩ Nhương Na Nhĩ Thâu Đảng Nể, A Địa Gia Đát Ma Ma Tứ Ác Đà Bát Rị Thâu Đảng Nể, Yết Để Tỷ Mật Lý Để Mạc Để, A Cát Ra Nể Cấp Đa, Cấp Đa Bát Để, Tát Lê Tát Ra Phiệt Để. Này vô biên trang nghiêm, các vị thiên thần ở trong núi tuyết, nếu được thần lực của Như Lai gia trì,
họ có thể truyền thọ pháp quang cho những người thuyết pháp. Đức Phật liền nói thần chú rằng: Mạc đệ nhĩ thâu đản nể, tô dục đa mị rị duệ, a kiệt ra tứ đa bát đà niết hà rị, a chỉ lã tỷ nể, a nhĩ lã tỷ nể, uất tha nẵng tam bán ninh, nhĩ nể đa tam ma na bát nể, mạc đệ a yết la nộ nghiệt đế. Này vô biên trang nghiêm, chư thiên thần ở núi Kê La Ta có thể làm cho người thuyết pháp được sáu căn thanh tịnh, giúp ngữ nghiệp người thuyết pháp được tương tục không gián đoạn. Đức Phật liền nói thần chú rằng: Bát ra đa bát đát đệ, phệ rô chiết na việt đệ, một đà mạc đệ, phượt tô mạc đệ, đạt ma mạc đệ, ác tam bát ra mưu sa việt đệ, việt bá sa nại rị thiết nẵng việt đệ, ô ba tăng hà ra niết đệ sa việt đệ. Này vô biên trang nghiêm, các vị thiên thần ở rừng Ta La có thể làm cho thân ngữ ý nghiệp của những người thuyết pháp đều thanh tịnh, làm cho tiếng tâm trong suốt, thanh tao, khả ái, và có thể truyền cho lời ái ngữ, lời hòa thuận. Đức Phật liền nói thần chú rằng: Niết ra lam ba a nghiệt ra yết lê, khất sái ma tỳ chế duệ, niết bá ta phiệt đệ, niết hà ra phiệt đệ, ô xà phiệt đệ, ô ba nẵng danh đệ, ô ba tăng hà ra yết ra ni, a dĩ xả tha, y hà đà ra ni mục khê, đạt ma mục khê, đạt ma ba tra lê. Này vô biên trang nghiêm, có các vị thiên thần ở phía nam núi tuyết trợ thêm sức lực cho những người thuyết pháp. Những người siêng tu hành pháp này, những người mong cầu pháp này, những người ưa thích pháp này. Đức Phật liền nói thần chú rằng: Yết rị gia nặng ác tha di tác nhã nể, kiêu sa rị gia nộ nghiệt đế, ô bá gia tăng ngật rị tứ đế, di ninh mục đế, phiến đa bát na di tác ra nể, ô bá ta gia sa việt đế. Này vô biên trang nghiêm, có các vị thiên thần ở bờ đại hải, vì nghe pháp nên làm cho các pháp sư được an lạc. Đức Như Lai vì muốn lợi ích cho họ nên nói câu thần chú này. Thiên Đế Thích cũng có thể truyền cho họ những câu thần chú này. Thần chú đây là những câu có thể nhiếp Đế Thích, vân vân. Đức Phật liền nói thần chú rằng: Ma khí bát đệ, ma tô mãn đệ, nê bả a ra nhã, xá chí bát đệ, tác bà a tô ra nẵng, niết ra già đa nể, mạc nhi sái giả, tố bát ra đệ sắc sĩ đa, bát ra mãn a ra na nổ tỷ, a tố ra nẫm, nê phượt nẫm a địa bát thầm, tác nã, bố ra tắc ngật rị đổ tứ niết, nê di tứ thủ bả tế, phượt ta phượt tác na, bố lãng nại ra, đô đa bế tứ, a tố ra tác na, đọa nặc a khất lâm, đa phượt bát thi chủy, di đồ dựng tứ đa, ma ha tố ra, a tố lệ na ra bát ra diễn đệ, tị đa đa ra tất đa, na la địa thâu địa sa, na mãn bột đà tứ giả, dĩ ác để sử duệ, nẵng ma ngút đa ra, ma ha giả xá, nê phượt a tố ra tứ danh, tăng nghiệt ra danh, bột đà nhiếp đà, a nậu đa la, thất ra mặt tư, nê phượt di thệ gia, na ma bột đà để nẵng mãn tư, tấn yết ra ma xỉn na tư mạc nẫm, bột đà nang danh nẵng phượt tứ đa, di thệ duệ tố, đa đa nê phượt, a tố ra thất giả, di ninh đa phạm, ngật lý đa đế, ra khất sa nê phượt nẫm, ma nổ sa nẫm, ra khất sa dĩ na, dục ế ha, đạt ma nể nê thế, ô đa lan đệ, tô bát ra đệ sắc sĩ đa, ninh ngật lý tứ đa, đa phượt giả a tố ra, a ra khứ sái ta dược xoa khẩn na ra, nẵng già cư bàn ra bộ gia đa nể, tỳ xá giá năng nã ra đa tha, a giả la tất thả nẵng, bát ra bát đô tứ, ấn na ra ấn na ra, bố ra tắc ngật lý đa, a để nghiêm tỳ ra, phiến thẻ giả, a nghiệt ra bố lộ sa, tế dĩ nang, bát ra như mạng đô tứ, nê mạc na ra, bột địa ma ta tha di thứ lộ đa, a mạc xả ế ha, tố đa ra tứ thị, a ra khất sa mạc na tứ đa, ta ha tác ra nê đa ra,
Tố Mục Khê Am Bá Ta Lệ, Bát Rị Phược Lý Đa, Ô Ba Muộn Dương Tác Phược Cam Yết Nang, Bố Ra Mê Tứ Đổ Tứ Danh, Giả Ngật Rị Đảm, A Để Bát Thị Giá, A Nổ Bát Ra Một Đa, A Giả Ra Tố Bát Rị Để Sắc Sĩ Đa, Ngật Lý Chim Tứ, Cứ Xá Lam Bố Ra Mê, Ma Nổ Thế Số, Mang Tứ Bát Để, Bố Ra Phược Hư Mâu Tứ, Nê Phược Nẫm, Bố Thể Ấn Để, Đáp Phược Mang Nổ Xá, Bột Đà Tứ Giả Ngật Rị Đắc Phược, Tác Đắc Ca Lam, Bố Xà Bệ Sát Để, Đế Mạc Hô, Ma Ha Phược Mãn Ninh, Di Giả Lam Bá Phược Nan Giả, Tố Thứ Bá Để, Nê Phược Lai Giả Tứ, Mãn Địa Giả Tứ Thị, Giả Khứ Sớ Tứ Bá Lý Phược Lý Đỗ, Bát Ra Lạm Ma, Ha Rị Ma Hồng Giả, Đa Phược Tứ Ca, Di Xá Na A Ngật Ra Phược Tứ, Ta Ma Để Ma Để, Tố Ra Đa Bát Ra Để, Ta Ra Đa Ta Đa Tha, Bát Ra Bồ Tát Kiến Đà, A Nể Ra Giả Mãn Ra Giả, Ma Ha Ma Nghê, Ma Ha Tát Kiến Đà, Ma Ha Kế Đô, Tố Bát Ra Địa Giả, Ma Ha Ma Ra, Ế Đế Dược Xoa, Ma Ha Đế Nặc, A Ra Khất Sằng Để Bá Phược Nam Đa Phược, Ma Hộ Dược Xoa Bát Rị Phược Lộ, Duệ Na Thâu Bát Tứ Phược Ta Phược, Ma Tố Tác Phược Phược Tố Để Nặc, Ma Ha Đế Nặc Ma Ha Ngưỡng Nể, Ma Ha Bát Ra Ha Ra Nộ Chế Phược, A Dĩ Tứ Ta Na Gia Đa Thế Phược Giả, Tố Danh Rô Ngộ Ra Đà Nể, Đa Phược Phược Ta Phược, Tác Phược Nê Phược, Bố Ra Tắc Ngật Rị Đổ, Thứ Bà Để, Bà Phược Nẵng Ô Bà Ta, Bát Ra Ma Muộn Giả Tứ, Để Nặc Ta. Này vô biên trang nghiêm, thần chú này là những câu có thể nhiếp thiên đế, vân vân. Nếu chư Bồ Tát hướng đến Bồ Đề, sau đó vì nhiếp thọ chúng sanh mà an trụ trong nhiếp pháp, do thần chú trên đây nên sẽ được thiên đế thích, vân vân, truyền thọ các câu thần chú. Này vô biên trang nghiêm, vì là những câu có thể nhiếp lấy tứ thiên vương và các quyến thuộc, Đức Phật liền nói kệ rằng: Dạ xoa không giận não, người tu tập pháp này, Đa Văn Dương Thái Tử, cha con đều cung kính, Sang Xà Gia Dạ Xoa, các đoàn quân lữ mạnh thường ủng hộ những người nơi pháp này ưa thích, trì quốc đại thần vương hằng đem quyến thuộc theo, thường ủng hộ những người khéo diễn thuyết pháp này. Quyến thuộc thần xú mục tự mình và quân chúng tất cả sẽ ủng hộ người tu tập kinh này. Tăng trưởng đại thiên vương, quyến thuộc và quân lữ đều thường theo vệ hộ người ưa thích pháp này. Thần La Sát Tràng Phan, La Sát Đại Tràng Lực đều ở tại phương đông, nhiếp vào câu chú này, tự mình và quyến thuộc thường gần gũi thủ hộ người đọc tụng thọ trì phát ngôn thậm thâm này. Thần Hề Ly Mạc Đễ, Lam Bà Tỳ Yết Giá và thần Tát Đà Đa đồng ở tại phương nam, hầu hạ thiên đế thích, đều nhiếp trong chú này, thường giúp thêm tinh lực cho người trí thuyết pháp. Và các thần La Sát, Kiếm Ly Tam Mật Đa cùng Già La Hệ Xí với thần Mật Thất Đa đồng ở tại phương tây, thần chú này nhiếp đến, tất cả thường ủng hộ người thuyết pháp rõ nghĩa. Và các thần La Sát, Thật Đế Hữu Thật Đế tinh sâu nơi pháp này, đồng ở tại Bắc Phương, vì muốn họ ủng hộ, Phật nhiếp họ vào đây, do oai lực Như Lai đều chắp tay mà đứng. Này vô biên trang nghiêm, đây là những câu có thể nhiếp tứ thiên vương, các quyến thuộc và hàng thị tùng. Đức Phật liền nói thần chú rằng: Tán Ninh Di Xá Nể, Ma Ha Tát Lê, Ma Ha Yết Nể, Ma Ha Yết Nhã Nể, Bát Ra Bồ Đa Di Thệ Duệ, Đà Phược Xá A Nhiệt Ra, Ô Bá Phược Tác Nể, A Nể Lã Tế Nẵng Đô Ta Ha, Nẵng Nẵng Việt Nang Nại Xa Nể Xá, Chiết Đoả Rị Lộ Ca Bá Ra Nể, Đỗ Tứ Minh Ra Nhã Nẵng Ô Chiết Tha, A Phệ Thiết Na Y Ha Tác Mạng Phược Ha Ra Thá, Giật Ra Thệ Ninh Tiết Ra Ha, Tác Mê Chiết Đột Địa Xá.
này vô biên trang nghiêm, những câu gì có thể hàng phục ma ba tuần? Ông nên lắng nghe nghĩ kỹ. Đức Phật liền nói thần chú rằng: Mật Đế Lệ, Mật Đa Ra Phược Đế, Ca Lộ Ninh, Ca Lộ Nẵng Phược Đế, Di Bộ Đế, Di Bộ Đa Phược Đế, Bát Ra Mô Chiết Nể, Bát Ra Mô Chiết Nẵng Phược Đế, Ngật Rị Đa, Ngật Rị Đa Phược Đế, A Nộ Nghinh Danh, A Nộ Nghinh Mãn Phược Đế, Ô Bát Đa Xiết Na Nể, Dạ Ma Di Phược Nhương Nể, Đế Rị Sát Nẵng Ta Mâu Châu Sát Nể, Nể Tiết Rị Tứ Đa Mang Ra Phược Lam, Ôm Đa Ra Nang Phược Đế, Bát Ra Để Giữ Đa Ra Phược Đế, Ô Bế Khứ Sa Nộ Ta Tứ Đế A La Ma Nang Di Thâu Đà Nể, Ninh Na Ra Xá Nẵng, A Tam Mộ Ha Nể, Nể Sắc Ra Bát Ra Bán Giả Ninh. Này vô biên trang nghiêm, đây là những câu chú hàng phục ma ba tuần. Do những câu chú này, thiên ma và ma quân không được diệt dễ. Này vô biên trang nghiêm, vì là những câu có thể nhiếp đại phạm thiên, ông lắng nghe và nghĩ kỹ. Đức Phật liền nói thần chú rằng: A Địa Bát Đế, Ma Ha Tất Thá Nẵng Phiệt Đế, Ta Phược Diêm Ngật Rị Đa, Tất Tha Nẵng Danh Đế, Nẵng Nẵng Ma Hộ Di Dĩ Đà, Bát Ra Để Giữ Bá Tát Tha Nẵng Già La Nẵng, A Địa Già Tát Tha Nẵng Bát Đế, Thứ Đà Tát Tha Nẵng Tiết Đổ, Ta Hàm Bát Đế, A Địa Yết Lãng Đa, Di Thứ Đà Nẵng, Thứ Bà Bát Rị, Bát Ra Thứ Bá Địa Mục Đa, Bát Ra Bột Đa Thất Rị Đa, Nể Phược Ta Nang, Bát Ra Bộ Đa, Bát Ra Bá, Nể Tiết Ra Khê Đa Giá Ma, Ta Phược Tất Để Già Ma, Bát Ra Để Giữ Bát Tát Tha Nẵng. Này vô biên trang nghiêm, đây là những câu có thể nhiếp đại phạm thiên. Do thần chú này, đại phạm thiên có thể truyền thọ cho những người thuyết pháp cả văn cú phạm hạnh thanh tịnh viên mãn. Này vô biên trang nghiêm, vì là những câu pháp quan của tịnh cư thiên, ông lắng nghe và nghĩ nhớ kỹ. Đức Phật liền nói thần chú rằng: Di Thâu Đà Nẵng Phược Đế, Án Đế Ma Già Rô Nể, Già Ma Ma Phược, Ô Ta Đã Nể, Bát Ra Niết Danh Đa Nể, Bát Rị Diễn Đa, Bát Ra Để Giữ Ba Tất Tha Nẵng Bát Gia, Phược Ta Nẵng, A Lại Gia Di Thâu Đà Nể, A Nhương Bát Diễn Đa Già Ra Nể, Án Đế Ma Nể Xá, Bát Ra Để Giữ Ba Tất Tha Ninh. Này vô biên trang nghiêm, do thần chú này, chư thiên cõi trời tịnh cư có thể truyền thọ những pháp tạng của Như Lai cho chư Bồ Tát. Này vô biên trang nghiêm, với các vị Thiên Vương, Nhân Vương, Atula Vương, Kalola Vương, Long Vương, hoặc những hàng quỷ thần oai đức hơn hoặc oai đức nhỏ, không luận tin hay chẳng tin, Như Lai đều truyền thọ câu Đà La Ni, làm cho những người đã tin được thêm lớn lòng tin đối với pháp này. Những kẻ không tin thời mặc nhiên bỏ đó, chẳng cho họ nói năng cãi cọ. Lúc diễn thuyết pháp này, nếu có ai đến làm chướng nạn, do thần chú này thời đều hàng phục. Trong đây vì là những câu thần chú có thể nhiếp thủ người có lòng tin, Đức Phật liền nói chú rằng: Ngu Rô Nã Lê, A Giả Bát Lệ, Ta Phược Tỳ Niết Ha Ra, Cú Mạc Nê, Niết Như Nẵng Bát Ra Để Di Rô Dị Ninh, Chỉ Đa Sang Giả Nẵng Nể, Chỉ Đa Bát Rị Yết Danh, Chỉ Đa Tam Bát Ra Ta Nã Nể, Ma Nẵng Tứ Giả, Ha Rị Sái Giả Ra Nể, Di Như Nẵng Tứ Giả, A Nộ Ta Phược Để, A Nộ Đạt Ma Nộ Bế Khứ Sái Ninh, Tứ Đô Sang Na Rị Xá Nể, Đa Tha A Khứ Sát Ra Bát Na, Niết Nê Xá, Thâu Địa Đa Phược Đế, Giả Tha Tiết Đa, Giả Tha Nổ Cú Lộ Bá Ma, Ô Bá Mãn Niết Nê Hiệt, Di Thứ Địa Đa, Đát Đa Ra Già Lệ, Nẵng Giả Yết Đáp Di Diêm, Tam Bát Ra Ta Na Ác Tha Đổ Ta Ma, Giả Tha Nổ Cứ Lại Giả Mục Khê, Ô Ba Tăng Hạ Ra Dụ Nể Xá, A Xá Gia Tứ Giả, Di Thứ Địa Gia, Giả Tha Thứ Địa Đế,
La khứ sái nẵng, la khứ sái nể, la khứ sái nẵng phược để, la khứ sái nang di thâu đà nể, bát ra để vệ đà ác tha, sang na rị xá nể, cú xá ra mạo tha tác mê ha, bát ra di giả duệ, ta ma ta ra nể, ngật rị đa nộ a ra khứ sử, tác để giả ác thế, tác để giả nẫm, tố di thâu địa đế. Này vô biên trang nghiêm, trên đây là những câu nhiếp thủ người có lòng tin thanh tịnh, và cũng có thể truyền trao nghĩa lành cho pháp sư diễn thuyết pháp này. Như Lai lại nói những câu nhiếp phục người chẳng tin. Đức Phật liền nói thần chú rằng: khứ sái mê phược để, mê đa ra bát rị yết ma, bát ra để giữ ba ta tha ninh, và lộ nang bát ra để lã ta, tứ đa nổ kiếm ba, tác nặc nặng nể, tăng yết ra ha phược tác đổ, tứ đa phược tác đổ, tán na ra xá nể, bát rị phược nặc nể gia, phược nặc nể, ki ba dương đa ra, tế phược nể, nặng đáp đa ra nê thế tác tha đáp di gia, giả đa ra dĩ yết ra ha phược để nộ, tác ma tiết lãng đà, bát ra na lã nể, ô ba giá ra sang na rị xá nể, nể xá ra dạ di thứ đà nể, a đa ma nộ già danh, bát ra ô ba tăng ha la nể, niết danh đa nể, a nộ ra khứ sa, bát ra để giữ ba ta tha ninh. Này vô biên trang nghiêm, đây là những câu điều phục người bất tín, chẳng cho họ tạo những lỗi ác, bằng không họ còn ganh ghét pháp lành, huống là đối với pháp vô thượng này. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai thấy chúng sanh, những kẻ không có lòng tin thanh tịnh, hoặc muốn tranh đấu, hoặc muốn tổn hại, hoặc muốn náo loạn mà họ đến gần Như Lai, Như Lai liền biết tâm niệm của họ, theo cơ của mỗi người, Như Lai dùng các pháp môn làm cho họ được giác ngộ, cho họ hết những ý nghĩ chẳng lành mà phát khởi các căn lành. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai an trụ trong 18 pháp bất cộng, có thể khéo rõ biết tâm hạnh của chúng sanh và rõ biết những phương pháp để nhiếp độ. Những gì là 18 pháp bất cộng của Phật? Này vô biên trang nghiêm, từ lúc thị hiện chứng vô thượng bồ đề, nhẫn đến nhập vô dư niết bàn, trong thời gian đó Đức Như Lai trọn không lầm lỗi, không lời sốt bạo, không quên mất, không có chẳng trạch xả, không các thứ tưởng, không tâm chẳng định, tinh tấn bất thối, niệm bất thối, chí nguyện bất thối, đẳng trì bất thối, huệ bất thối, giải thoát bất thối, giải thoát tri kiến bất thối. Tất cả thân nghiệp hành động theo trí huệ, tất cả ngữ nghiệp nói năng theo trí huệ, tất cả ý nghiệp là trí huệ. Tri kiến về quá khứ, hiện tại và vị lai đều không trụ trước, không chướng ngại. Này vô biên trang nghiêm, vì Như Lai thành tựu 18 pháp bất cộng này, nên vô lượng tri kiến thảy đều thành tựu, có thể khai thị diễn thuyết pháp môn thanh tịnh Đà La Ni này, làm cho những hữu tình bất tín sanh lòng tin thanh tịnh, làm cho người đã tin được trí thanh tịnh nơi pháp môn này. Này vô biên trang nghiêm, theo chỗ ưa thích, Như Lai dùng các thứ ngôn ngữ để phân biệt giải thuyết môn Đà La Ni này, nhưng chẳng thể nói được 1% về lý nghĩa dứt nghi của môn Đà La Ni này, nhẫn đến trăm ngàn muôn ức phần cũng chẳng nói được một, vì pháp môn này là môn vô lượng, là môn bất tư nghị, vì môn này có thể được nhất thiết chủng trí. Này vô biên trang nghiêm, nay Như Lai dùng vô lượng danh ngôn vì các ông mà khai thị diễn thuyết pháp môn này, muốn cho các ông rõ biết khắp vô lượng pháp môn được Đà La Ni. Đức Phật liền nói thần chú rằng: Đát Điệt Tha A Rị Duệ, A Rị Gia Phược Đế, A Rị Gia Nổ Yết Đế, Nể Đà Ninh, Nể Đà Nẵng Phược Đế, Phược Đổ Bát Đa Danh, Phược Ra Đổ Ki Siết Nải Già La Nể, A Già Xá Di Thâu Đà Nể, A Nổ Khứ Sát Kỵ Nể, A Ninh Khứ Sát Kỵ Nể, A Di Tiết Đa Bát Ra Danh,
A Nộ Bá Tiết Đệ Nể, Niết Bàn Nẵng Bát Tha Di Thâu Đà Nể, Di Gia Ba Nể Khứ Sử Bát Đệ, A Nộ Bá Na, Ninh Lộ Đà Bá Ra Danh, Tác Vượt Như Niết Bàn Nẵng, Ninh Ba Ra Xá Ninh. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là ấn Đà La Ni, câu có thể thanh tịnh, câu danh thuyết đặc dị. Do thọ trì pháp môn Đà La Ni này, dùng công dụng ích mà có thể chứng Bồ Tát vị, được sai biệt diệu trí và gần đại bi. Do rõ biết nghĩa nên chứng ngộ được nhất thiết pháp trí. Này Vô Biên Trang Nghiêm, câu Đà La Ni này là đại lương dược, vì có thể phá trừ được các trọng bệnh, lại có thể trừ diệt vô minh vô trí, những chướng rất tối tăm, thuận với minh pháp mà chuyển viên mãn. Thuận minh pháp gì mà chuyển viên mãn? Nghĩa là vì thuận với minh pháp nên trí viên mãn, mà có thể hiện tiền chứng được trí túc mạng minh. Vì thuận với minh pháp nên trí thiện xảo, mà được trí thiên nhãn minh. Vì tùy thuận minh pháp nên xa lìa các phiền não, mà hiện tiền chứng được trí lậu tận minh. Do đây lại có thể thành tựu tất cả môn ba la mật, dẫn đến nhất thiết chủng trí. Này Vô Biên Trang Nghiêm, ông xem Như Lai có thể khéo thuyết pháp rộng lớn như vậy, khéo viên mãn những phương tiện thiện xảo như vậy. Này Vô Biên Trang Nghiêm, Như Lai thành tựu đại trí như vậy, có thể khéo trụ nơi nhất thiết chủng trí, thập lực, tứ vô úy, 18 pháp bất cộng. Đây là bảo tạng vô thượng, kết tinh của những căn lành đã tu từ vô lượng vô số ức kiếp. Do đó nên khéo an trụ được nơi những pháp môn này. Nay Như Lai vì các ông khai thị diễn thuyết pháp môn thanh tịnh Đà La Ni này, để được thành thục Phật Pháp. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, những người phát tâm cầu đến Đại Bồ Đề mà muốn tu học theo Phật, muốn ủng hộ Phật Pháp, muốn thọ trì vô lượng pháp tạng của Phật, đối với pháp này phải siêng tu tập, chẳng phóng dật, chẳng tham trước nơi ba cõi, phải khéo gia trì nhất thiết trí, khéo tu tập những phương tiện thanh tịnh nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, giới thật đế. Siêng tu tập thanh tịnh trong các pháp, phải thích cầu trí huệ thanh tịnh. Này Vô Biên Trang Nghiêm, vì nội tâm thanh tịnh nên tất cả pháp thanh tịnh. Vì nội tâm thanh tịnh nên tất cả pháp tịch tịnh. Vì nội tâm tịch diệt nên tất cả pháp tịch diệt. Vì nội tâm vô sở thủ nên tất cả pháp vô sở thủ. Vì nội tâm bất trụ nên các pháp bất trụ. Vì nội tâm diệt nên tất cả pháp diệt. Vì nội tâm vô sở tác nên tất cả pháp vô sở tác. Vì nội tâm không đến không đi nên tất cả pháp cũng không đến không đi. Này Vô Biên Trang Nghiêm, những pháp môn đây làm cho chư Bồ Tát nội tâm được thanh tịnh. Vì bổn tánh tất cả pháp là vô phân biệt nên nội tâm cũng chẳng khởi phân biệt. Nhưng có thể thọ trì môn thanh tịnh Đà La Ni, rời bỏ tham lam, sân khỏe, cống cao, được chư Phật khen ngợi, làm pháp chủ vô thượng tối thắng của chúng sanh, sẽ có thể chứng đặng trí thanh tịnh vô ngại biện tài, và có thể chứng được vô sanh pháp nhẫn, có thể thanh tịnh các nguyện hạnh, có thể khắp thọ trì tất cả pháp bất cộng. Lời nói ra đại chúng đều tín thọ, sẽ có thể chuyển đại pháp luân. Này Vô Biên Trang Nghiêm, do được Đà La Ni nên chư Bồ Tát quyết định sẽ chứng vô sanh pháp nhẫn, được pháp trí thanh tịnh, nghĩa là tất cả pháp bất sanh bất diệt. Tất cả pháp đây đều ở trong môn diệt hoại. Môn diệt hoại này đồng là tướng vô sanh, đã là vô sanh thời là vô diệt. Quán sát như thật vậy rồi, Bồ Tát đối với tất cả pháp xa lìa tất cả tướng. Đã lìa tướng thời chẳng chấp trước, chẳng hí luận. Này Vô Biên Trang Nghiêm,
Đây là chư Bồ Tát dùng trí vô sanh, khéo quan sát mà có thể chứng nhập các môn Đà La Ni này. Do đây mau chứng được vô sanh pháp nhẫn biện tài vô ngại. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Nếu pháp hư vọng sanh, sanh xong tất diệt hoại. Các pháp chẳng phải có, nắm lấy được cái gì? Các pháp chẳng phải có, không thể lấy. Pháp đã bất khả đắc, thời nắm lấy nơi đâu? Nếu chẳng rõ các pháp, tự tánh bất khả đắc, người này duyên theo tướng, chẳng được Đà La Ni. Các pháp như hư không, nên diễn thuyết khai thị. Hư không và khai thị, cả hai vô sở hữu. Hai thứ này đã không, các pháp cũng là không. Hiểu pháp được như vậy, người này là tổng trì, rõ biết không sơ thỉ, chẳng phân biệt trung hậu. Các pháp rời phân biệt, tất cả đều là không. Nếu đã không cứng thật, chẳng thật chẳng phải có, cứ chơn lý các pháp, nắm lấy đâu thể được. Rõ các pháp như vậy, tự tánh vô sở hữu, nay Phật lược nói họ được tổng trì thanh tịnh. Các pháp như hư không, cũng rỗng đồng hư không. Dùng huệ tường quan sát, người này được tổng trì. Các pháp vô sở hữu, chẳng sanh cũng chẳng khởi, không có không thể lấy. Thế nào nắm lấy được? Tất cả pháp vô tướng, tự tánh không hí luận, tất cả đều ly tướng. Thuyết pháp vô sở hữu, nếu hiểu được như vậy, đúng thật lý các pháp, người này vô phân biệt, mà là nắm lấy được tự tánh của các pháp. Vì không nên bất đắc, rõ nghĩa vô sở hữu, người này được tổng trì. Nếu quan sát như vậy, không nhiễm tất cả pháp, trí không vô phân biệt, người này nắm được pháp. Nghĩa không, nghĩa vô thường, nghĩa yểm ly, nghĩa khổ. Nếu dùng huệ hiểu rõ, người này trí thêm lớn. Thị thuyết vô sở thủ, nghĩa niết bàn như lý. Nhìn tâm vô phân biệt, cũng chẳng phân biệt pháp. Do đây nhận rõ được, các pháp chẳng bền chắc, là không vô sở thủ, tịch tịnh không khó thấy. Hiểu pháp xong diễn thuyết, diễn thuyết vô phân biệt, vô trước vô phân biệt, trì được pháp môn này. Nếu hiểu pháp tướng rồi, rõ được là vô tướng. Người này nơi các pháp, chẳng có tướng xả ly. Người này rõ được nghĩa. Pháp của Phật đã nói, nghĩa lý rất bí mật. Người này hiểu theo Phật, nếu quan sát đúng lý, tất cả pháp vô lượng, xa lìa các số lượng. Hiểu được nghĩa lý này, nếu quan sát các pháp không danh và không tướng, rõ thấu được nghĩa này, trí người này thêm lớn. Rõ nghĩa pháp môn này, quan sát được đúng lý, trong nghĩa lý các pháp, người này không nghi hoặc. Nếu dùng huệ quan sát tướng của tất cả pháp, quyết định hiểu rõ đó, người này chứng vô tướng. Đối với nghĩa lý này, hiểu rõ khéo an trụ, được vô úy như vậy, mau chứng được Phật pháp, chẳng hí luận nơi pháp, bình đẳng vô phân biệt, tương ưng hiểu pháp rồi, không lầm nghĩa yểm ly, tịch diệt vô phân biệt, tịch tịnh dứt các uẩn, bình đẳng với các pháp, được biện tài đúng lý, tu tập được từ bi, lợi ích các chúng sanh, khéo tương ưng an trụ, hiểu được đạo vô thượng. Nếu rời tướng chúng sanh, hiểu được pháp vô ngã, cùng nghĩa không hí luận, thật lý chẳng hí luận. Nếu nghe pháp này rồi, được lòng tin thanh tịnh, người này sẽ gặp Phật, Di Lặc Lưỡng Túc Tôn. Họ làm ta vui mừng. Ở trong chúng hội này, nghe hiểu được pháp đây, làm được bực hiền thiện, người kính mến Như Lai, thì tất không phá hoại. Do nghe được pháp này, được bực hiền thiện mến. Nếu ở trong hiền kiếp muốn được thấy chư Phật, tu học pháp môn này, chư Phật đều hoan hỷ. Muốn thấy vô lượng thọ, cùng Phật A-súc-bệ, oai quang đại danh xưng,
phải học pháp môn này. Nếu muốn thành Bồ Đề, pháp tịch tịnh tối thắng, hoặc cầu ngôi chuyển luân, phải học pháp môn này. Nếu muốn cầu vô thượng, môn thiện xảo tổng trì, phải học pháp môn này, tinh tấn chớ phóng dật. Nếu muốn thành nguyện lớn, rộng tối thượng thù thắng, cầu chứng được Bồ Đề, pháp môn này phải học. Pháp môn Đà La Ni, Phật nói trong kinh này, là ấn pháp vô thượng, khai thị được các pháp, thật nghĩa trong các pháp, dùng tổng trì khai thị, pháp môn hư không này, giải quyết nghĩa vô biên. Pháp này khai thị được những thiện pháp đã nói, nghĩa tổng trì thiện xảo. Do sức Đà La Ni, tổng trì là trí huệ, trì được tất cả pháp, nghĩa tổng trì thiện xảo, dùng huệ rõ biết được. Nơi đây giải thích nhiều, đã nói rõ Phật pháp dùng nghĩa để khai thị. Đạo Bồ Đề vô thượng, trí sai biệt thiện xảo, chánh khai thị pháp này. Nếu học tập pháp này, chứng Bồ Đề vô thượng, khai thị văn pháp này, pháp môn lành vô thượng. Được trí phương tiện rồi nên diễn thuyết pháp này, chưa từng nói chủng tánh vô thượng của các pháp. Nơi nghĩa này phải học, khai thị pháp cam lồ. Người trí nếu muốn cầu trí vô ngại của Phật, nếu học tập nghĩa này sẽ được trí vô thượng. Thuở quá khứ xa xưa, vô lượng vô số kiếp, nếu chẳng học pháp này, ta chẳng chứng tịch diệt. Do ta từng cúng dường vô lượng trăm ngàn Phật, do đây rõ biết được diễn thuyết pháp vô thượng. Ta vì các chúng sanh làm vô biên lợi ích, các ông cũng nên làm, sẽ được tổng trì này. Nếu có thể rõ biết pháp ứng Đà La Ni, người trí do một câu vào được pháp môn này, Phật trí huệ vô thượng cũng không có số lượng. Do Phật đủ trí huệ khai thị được pháp này, người trí cầu nơi đây liền rõ nghĩa Bồ Đề. Nghĩa của pháp môn này nên học pháp vô úy. Người trí nếu muốn cầu tánh trí huệ rộng lớn, tôn trọng cung kính Phật, phải học pháp môn này. Nếu muốn chuyển pháp luân và thổi pháp loa lớn, người trí đúng chân lý, cần học pháp môn này. Nếu muốn phóng quang minh soi khắp vô biên tế, lúc mong cầu Phật pháp, phải học đúng pháp này. Giới trời, người, thế gian, nếu muốn làm thượng thủ, phải cần học kinh này, quyết định tất cả pháp. Muốn cầu trí rộng lớn, phát khởi các công đức, thích cầu trí huệ Phật, phải học theo pháp này. Muốn học theo pháp môn, thích cầu trí huệ Phật, vô thượng không hí luận, phải học nghĩa lý này. Nếu muốn thích khai thị, vô ngại trí thuyết pháp, tu học pháp này rồi, sẽ nói pháp cam lộ. Nếu muốn soi muôn ức, vô lượng vô biên cõi, người này phải khéo tu giáo pháp của kinh này. Pháp môn vô thượng đây sạch trừ được các pháp. Trong kinh này đã nói tất cả pháp thanh tịnh. Đấng chủng trí Thế Tôn diễn thuyết pháp rộng lớn, vì Bồ Tát mà nói kinh này là vô thượng. Này vô biên trang nghiêm, do đây nên Bồ Tát sau khi ưa thích giáo pháp này rồi, vì nhiếp thọ pháp này cho được còn lâu, lại vì thương xót chúng sanh, thời nên biên chép, thọ trì, đọc tụng. Này vô biên trang nghiêm, nếu có người được nghe pháp này, thường có quan niệm kính mến Như Lai, những người này sẽ được vô biên pháp tạng của Như Lai, sẽ được các môn Đà La Ni và đầy đủ biện tài, mau được tự tại đối với tất cả pháp, sẽ nhiếp thọ đầy đủ Phật độ trang nghiêm bất tư nghị. Chúng Bồ Tát và chúng thanh văn cũng bất tư nghị. Này vô biên trang nghiêm, nếu chư Bồ Tát an trụ nơi tất cả pháp không hí luận do môn thanh tịnh Đà La Ni, nên các pháp môn thường được hiện tiền, nhiếp thọ được công đức thù thắng bất tư nghị. Này vô biên trang nghiêm, đây là thanh tịnh Đà La Ni thứ ba.
thời kỳ sau đây, nếu chư Bồ Tát muốn theo Phật để học pháp môn Đà La Ni này, thời phải gần gũi thiện hữu, xa lìa ác hữu, ủng hộ các pháp môn này, trọn đời thọ trì pháp ấn thanh tịnh Đà La Ni, dầu phải bỏ thân mạng. Ví như trăng tròn đêm rằm tháng 8, chiếu sáng rực rỡ hơn tất cả tinh tú. Ba pháp ấn Đà La Ni này quang minh rất sáng suốt trong tất cả khế kinh cũng như vậy. Chư Bồ Tát do tôn trọng pháp môn này nên được vô lượng biện tài. Vô lượng biện tài đây chính là bực bất phóng dật. Những gì là bực bất phóng dật? Nghĩa là nơi những pháp này tư duy quán sát đúng như lý, chẳng sanh vọng niệm. Do đây có thể làm cho trí nhẫn được thanh tịnh. Chư Bồ Tát tinh tấn cầu bực bất phóng dật, thời phải khéo tu tập pháp môn này. Vì muốn cho pháp này được còn lâu, nên tâm thường khiêm hạ tôn trọng chánh pháp, biên chép quyển kinh chẳng rời nơi tay. Thấy người có chí mong cầu pháp này, phát tâm hướng đến Đại Bồ Đề, thời phải vì họ khai thị diễn thuyết, bảo họ đọc tụng biên chép, đúng theo nghĩa mà giải thích cho họ, chẳng nên ẩn giấu pháp môn của mình đã thọ trì. Phải nguyện cho chúng sanh được Phật pháp vô thượng này, phải làm cho tất cả chúng sanh thường chẳng khuyết giảm các Phật pháp. Chư Bồ Tát này chẳng lẫn pháp, thường thích đem ban bố cho người, nơi nghĩa lý chẳng giấu giếm, đều vì người diễn giải, không có chút pháp gì mà chẳng khai thị. Này vô biên trang nghiêm, vì an lạc lợi ích các chúng sanh, các ông phải thọ trì pháp môn thanh tịnh Đà La Ni này. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo tôn giả A Nan Đà rằng: ông nên thọ trì pháp môn này. Hàng đệ tử kính thờ ta cũng phải thọ trì kinh điển này. A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn, do thần lực của Phật, tôi đã thọ trì. Do tôi thành tựu pháp môn này nên vô lượng pháp môn đều được hiện tiền. Phật nói: đúng như lời ông. Này A Nan, do oai lực của Phật và vì pháp môn này khắp thanh tịnh, nên những người thọ trì pháp môn này, những người gần gũi ta thọ trì được pháp này, thời vô lượng pháp môn đều được hiện tiền. Do đây nên ông phải thọ trì vô lượng pháp tạng của Như Lai. Lúc Phật nói pháp này rồi, trong pháp hội, vô lượng Bồ Tát chứng được đại pháp quang minh. Do được pháp quang nên vô lượng pháp môn của chư Phật nói đều được hiện tiền, được gần nhất thiết chủng trí, được thành tựu những nguyện cầu thù thắng trang nghiêm. Phật bảo A Nan: ông xem bổn tánh của các pháp rất sâu như vậy, Như Lai có thể ở nơi pháp không danh tướng mà diễn thuyết danh tướng, lại có thể khai thị bổn tánh của các pháp, lại cũng trừ sạch làm cho được thấy thanh tịnh. Dầu rằng nói các pháp, nhưng không pháp gì là có thể nói và cũng không người hay nói. Này A Nan, nếu có thể quan sát pháp tánh như vậy thì có thể phát sanh được vô lượng trí huệ. Lúc Phật nói pháp này, vô số Bồ Tát chứng vô sanh pháp nhẫn, vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn gia trì môn Đà La Ni này, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới của chư Phật. Do ánh sáng này, chư Bồ Tát ở các thế giới kia đều được nghe môn Đà La Ni này, được thành thục pháp vần Bồ Đề. Trong những thế giới đó lại có vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc đó tất cả chúng sanh đều được an lạc. Chư thiên rưới hoa trời, ở giữa đại hội xướng lên rằng: nguyện tất cả chúng sanh đồng được Phật huệ. Chư Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Chúng tôi phải phụng trì thế nào? Phật nói: pháp môn này hiệu là Đà La Ni Vương, gọi là Đà La Ni Ấn, cũng gọi là Tam Phẩm Nhiếp Trì Thiện Xảo. Các ông phải phụng trì. Đây là pháp môn thiện xảo vô biên biện tài, nhiếp tất cả nghĩa. Do pháp môn này mà chiếu rõ được tất cả pháp, dứt tất cả nghi. Do đây nên chư Bồ Tát phải phụng trì pháp môn này.
Lúc bấy giờ, vì cúng dường pháp nên tất cả đại chúng dùng hoa ngũ sắc rải lên Phật. Phật nói kinh này rồi, chư đại Bồ Tát, toàn thể chúng hội và trời, người, bát bộ nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Pháp hội vô biên trang nghiêm thứ 2.